Chào các bác nhá. Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác chi tiết về cái túi đựng gà mồi phục vụ cho anh em chơi đam mê chơi gà mùa gà 2017-2018 nhá. Cái túi đựng gà mồi này ấy, là chất liệu vải của nó là bằng vải kaki này, vải kaki. Màu của nó là màu ngụy trang, đây là màu lá cây khô hoặc là có màu lá cỏ khô nữa nhá. Lá cỏ khô thì sẽ như thế này. Đấy, cái khô là cỏ khô, đó là màu bình trang. Phía trong này là lót một miếng vải rất dày cho con gà nó êm, nó chống bị sơ lông, sang lông nhá. Có ba khuy bấm để cho nó tạo ra ô thoáng này. Hai cái đai này là hai cái đai để cài cọc cắm. Đấy, cài cọc cắm. Bên này thì có thêm một cái ngăn nhỏ, có một ngăn nhỏ để các bác đựng một cái đồ gì đấy nhỏ nhặt ở trong này, bỏ được trong này nhá. Ở phía đây là phía trước dán đầu này, thế là mình sẽ dán nó lại. Đây anh, ai của anh, xem ai của anh. Mỗi các bác khi mua, hy vọng cuối cùng. Cho tao gọi. Đưa tao, thằng cháu gọi bảo gì? Các bác mua chắc nó bảo ấy, gà mồi thì sẽ được bên shop tặng miễn phí cho các bác một cây cọc inox để cắm nhá, cọc inox cắm dây nọc gà. Thì cái cọc cái nóc này là do chính tay tôi gò tôi làm đấy, tặng các bác. Tuy rằng nó không được đẹp lắm thì các bác cứ thông cảm nhá. Tự tay gò, tự tay hàn. Cái này thì hàn bằng hàn điện thôi, thì nó sẽ không được nuột nà bằng hàn hơi, hàn khí đâu. Thì các bác thông cảm thôi. Đây, mỗi bộ một cái giỏ sẽ được tặng cho các bác một cái cọc cắm như thế này. Rồi. Rồi. Đây, giỏ này là giỏ dạng đếm vuông, dạng cứng. Khi mình thả con gà vào ấy là nó sẽ đứng được nhá. Nó không có bị đổ. Đây. À, vào đây tí nào. Đây, vào giỏ nhá. Đầu xuống. Đầu xuống. Con này thì nó cũng ít được đi rừng, nó không được quen vào giỏ lắm. Nhưng còn khi các bác mà gà mồi chiến mà đi rừng quen ấy thì là cho vào nó dễ dàng hơn. Rất chi là vừa vặn và xinh xắn. Cái này mà mới những con mồi sung ấy, mà các bác muốn thử xem ngoài có bổi không, chỉ việc mở cái miếng giá này ra, cho nó thò đầu ra này. Đấy. Là con nào sung là nó sẽ gãy luôn nhá. Thì mình sẽ xác nhận được rằng là khu vực gần đấy có bổi hay không, là mình kéo khóa ra thả ra là chơi luôn. Đấy. Mỗi một cái túi là có tặng thêm một cái cọc cắm như này. Đây các bác lưu ý nhá. Túi này là túi dạng đế vuông, túi cứng nhá, túi đế vuông, túi cứng nhá. Khi để này này, con gà nó sẽ đứng được, nó không có bị đổ. Đấy, nó đứng được nhá, không phải là như cái dạng là túi đế tròn mềm thả ra một cái là con gà nó nập tròn vo luôn. Thì cái đấy là một số anh em hỏi nhưng mà shop không kinh doanh. Đây, các bác cho anh đeo vào đây. Rồi, đeo bên này thì các bác. Và anh em đi rừng thôi. Bật ra là nó gáy. Hôm nọ anh lấy hai cái loa quy chân. Cái này nó rất chi là hai loa gì anh nhỉ? Thoải mái nhá. Đây, rất rộng rãi và thoải mái. Thế bên ngoài cái túi gà mồi ấy thì là bên shop còn nhiều sản phẩm khác để cung cấp cho anh em. Như là túi 10, túi đựng bổi này. Thế bây giờ em không biết là túi đựng bổi. Dây xích chân. Dây xích chân nhá. Hai cái loa chết ạ. Dây xích chân. Hai cái loa chết. Các bác cần sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop. Và đặc biệt nữa là shop cung cấp loa mồi nhá. Loa mồi bẫy rất nhiều các loại mẫu loa để cho anh em chơi nhá. Đây là anh các bác nhìn được đây. Trên giá trên kệ rất nhiều các mẫu loa điều khiển từ xa. Cho các bác đam mê chơi nhá. Các bác cần mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với shop. Hoặc là các bác liên hệ mới lại số điện thoại đây. Kết bạn Zalo, Facebook. Rồi để cập nhật được những cái hàng mới nhất mà shop giới thiệu cùng anh em nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn
400 mà. Xin chào và hẹn tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau nhé. Đây nhà mình thì có con gà này gọi là chơi vui thôi, FNL rồi. Rồi cho quay cho các bác xem một chút. Rồi xin cảm ơn nhé, xin chào.